Thưa quý vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, Phạm Khanh đang có mặt tại Westminster Community Center. Ngày hôm nay phải nói là một ngày vui cho Liên đoàn Hướng đạo Lam Sơn cũng như là quý phụ huynh và tất cả các em được vinh dự nhận được những cái phải nói là danh hiệu phải nói là cao ở trong Liên đoàn Hướng đạo Lam Sơn như là Đại bàng Hoàng Kim. Và ngày hôm nay thì phải nói là có 4 em và vinh dự được nhận được cái vinh dự này. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số những hình ảnh về cái buổi lễ và vinh danh các em trong Liên đoàn Hướng đạo Lam Sơn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có thể nói là một cái ngày rất là vui cho Liên đoàn Lam Sơn khi mà tổ chức một cái phải là chương trình thật đặc biệt để vinh danh 4 em trong cái Liên đoàn Lam Sơn được tổ chức tại Westminster Community Center. Và kế bên Phạm Khanh đây là anh Trưởng Đập. Anh có thể cho biết về cái chương trình đặc biệt vinh danh các em trong ngày hôm nay là như thế nào thưa anh? Dạ thưa, ngày hôm nay thì là hàng năm trong liên đoàn tụi em thì có một cái tổ chức một cái buổi lễ rất là đặc biệt cho những em gọi là hướng đạo Đại bàng và hướng đạo vàng của BSA, coi như là hướng đạo Hoa Kỳ BSA và của Girl Scout. Thì ngày hôm nay là ngày lễ cho 4 em, trước hết là Ivy nhận được cái bằng Gold Award của bên Girl Scout America, and và ba em là Long, William và Phát là nhận được cái Eagle Scout hướng đạo Đại bàng của bên hướng đạo Hoa Kỳ. Wow. Yeah. Anh nói về cái vinh dự khi mà nhận được những cái danh hiệu như thế này là như thế nào thưa anh? Dạ đây coi như là những cái bằng cấp coi như là cao nhất của trong cả hai hội, coi như là mấy em đã đi thật là lâu năm và có những cái kỳ tích các em nó phải đạt được, có những cái bằng các em nó phải bỏ ra rất là nhiều thời giờ và để mà coi như là đạt được cái hướng đạo Đại bàng và hướng đạo Gold Award. Cảm ơn anh. Nhân đây thì xin chị cũng nói qua về Liên đoàn Lam Sơn của mình hoạt động thành lập bao lâu rồi và bây giờ thì có bao nhiêu em ở trong liên đoàn của mình đó chị? Liên đoàn Lam Sơn mình thì được thành lập gần 37 năm và cái con số nó càng ngày nó càng gia tăng. Tới bây giờ thì là nếu mà đếm chính xác thì là mình không biết bao nhiêu nhưng mà mình không có nắm vững đó, thì khoảng chừng 200 em. Trở lại. Và thưa quý vị, đây là 4 em vinh dự nhận được cái danh hiệu ngày hôm nay. Bây giờ thì cái cảm giác của em như thế nào? How do you feel? I feel pretty happy since this has been something that's taken over 10 years for me to accomplish. Thưa quý vị, đây là một em nữa cũng đạt được cái vinh dự trong cái ngày hôm nay. How do you feel so far? I feel really proud of myself and really happy because it's taken me a really long time to achieve this. Wow. Em cho biết rằng là em rất là phải nói là hạnh phúc vì không phải là đạt cái danh hiệu này là dễ dàng, rất mất nhiều thời gian và cũng như là cái nỗ lực quyết tâm của em. Và đây Ivy, bạn gái duy nhất nhận được cái danh hiệu vinh dự trong ngày hôm nay, hình như là con đạt cái danh hiệu cao nhất phải không? Cái danh hiệu đó như thế nào? Con không biết nói. Mà cái danh hiệu đó là cái cao nhất chú nói rồi và con ở đây hôm nay con rất là cảm động và I'm very appreciative of all the support that I have today. Đã làm gì để có được cái danh hiệu đó? Dạ con phải đi cái I have to go through this interview process to get the project approved and then I have to go through the process, I have to go through the project and then I have to submit a final report in order to finish it. Đây là bạn trai cuối cùng cũng nhận được cái vinh dự trong ngày hôm nay. Con muốn nói gì đến tất cả những các bạn cũng trong liên đoàn rồi thì là có cha mẹ khách đến tham dự và chúc mừng con trong ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói là cảm ơn everyone for pushing me and for those who supported me through this hard journey. Ok, tuyệt vời. Bây giờ cho tất cả các em đây một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các em trước khi buổi lễ bắt đầu. Thưa quý vị, đây là phụ huynh của các em được vinh dự, vinh danh trong ngày hôm nay của Liên đoàn Lam Sơn. Thì bây giờ chúng tôi sẽ hỏi cái cảm xúc, cảm nghĩ của quý phụ huynh trong cái ngày trọng đại cho con em của mình ngày hôm nay. Thưa chị, cháu tên gì và cháu đạt được cái danh hiệu ngày hôm nay thì anh chị cảm thấy như thế nào? Dạ, cháu tên là Rich Phát Đàm anh. Dạ, em thì hôm nay là cháu được cái Eagle Scout này. Nói chung là gia đình tụi em rất là vui. Cảm ơn tất cả các trưởng, các phụ huynh giống như bạn bè đã giúp cháu được cái danh hiệu hôm nay. Dạ.
Bản thân gia đình anh chị đã phải giúp đỡ cháu như thế nào để mà cháu phấn đấu và đạt được danh hiệu này? Dạ, nếu mà tụi này thật sự ra bỏ thời gian rất là nhiều cho cháu, và tụi này bỏ thời gian nhiều nhưng mà đó là do nơi cháu nữa. Tại vì cháu nó mỗi lần đi làm cái merit badge á, là phải thức dậy rất là sớm. Và tới cái lúc mà đi làm cái project về cái ego của nó đó, thì nó cũng phải bỏ nhiều thời gian. Nhưng mà bỏ nhiều thời gian trong đó cũng phải là hợp sức với lại cả các trưởng và các phụ huynh đã giúp trong đó nữa. Cho nên là nói chung là tụi này rất là vui bởi vì cái công sức của cháu và tụi phụ huynh bỏ ra đã được đền đáp bằng cái buổi vui ngày hôm nay. Wow. Và thưa quý vị, đây là phụ huynh của em ở đây. Em tên gì? Dạ, Lâm. Lâm, rồi bây giờ muốn hỏi hai anh chị đó là hai anh chị phải nói là cái cảm nghĩ trong giờ phút này của hai anh chị như thế nào khi mà cháu đạt được cái danh hiệu phải nói là cũng khá là cao của Liên đoàn Hướng Đạo Lam Sơn? Dạ, thì hôm nay là ngày vui nhất, là bao nhiêu năm thì hai mẹ con lúc nào cũng là ra sinh hoạt ở phạt, rồi cháu cũng làm Eagle Scout, bây giờ ngày hôm nay là ngày cháu đạt được thành tích cao nhất. Yeah. Rõ ràng là trong lời phát biểu của các phụ huynh ở đây đó, thì là cái danh hiệu mà các cháu đạt được, thành tích mà các cháu đạt được, trong đó có sự đóng góp cũng rất là nhiều của các vị phụ huynh, phải không thưa anh? Yeah. Thật là vui mừng. Cảm ơn các huynh trưởng của Liên đoàn Lam Sơn. Cảm ơn các cả phụ huynh đã cùng nhau với những phụ huynh này. Ngày vui này là một ngày rất là trọng đại. Sự thành công của các em là cũng nhờ các huynh trưởng của Liên đoàn Lam Sơn đã dày công dạy dỗ mấy em nên người. Phong trào hướng đạo của Việt Nam của mình sẽ mãi mãi vững bền ở tại nước Mỹ này. Đó là điều mong muốn của các trưởng và phụ huynh. Thì con mình cũng sinh hoạt trong này bao nhiêu năm rồi thành công. Đó là thành công của chung với tất cả mọi người. Cảm ơn Liên đoàn Lam Sơn. Wow. Thưa quý vị, đây là một phụ huynh mà một em nữa. Is your son? Yes. Oh, okay. How do you feel when your son is honored today? Oh, I feel really good. I think it's a great accomplishment, and the Boy Scouts is a great organization. I was a Boy Scout myself when I was growing up, so. Yeah. Ông cho biết rằng là phải nói là ngày hôm nay rất là vui khi mà con ông nhận được cái vinh dự này. Ông cũng là từng gia nhập vào những cái liên đoàn hướng đạo như vậy, thành ra ông hiểu được cái tâm trạng cũng như là ông cảm thấy rất là vui trong cái ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đây là một gia đình đặc biệt nữa, có hai em cũng đạt những cái thành tích rất là cao đặc biệt trong ngày hôm nay. Ivy, ở ngoài người con thứ nhì, con út trong gia đình đạt cái danh hiệu và nó là cao nhất, khoảng thưa anh chị, danh hiệu đó như thế nào thưa anh? Mình cảm thấy rất là vui, tại vì cháu nó đi qua nhiều cái giai đoạn để mà đạt được cái này, rất cực, nhưng mà sau một năm trời thì Ivy đã hoàn thành được cái đẳng cấp cao nhất của lãnh đạo nữ. Thì tôi phải nói rằng tôi rất là cảm ơn anh cháu. Đem niềm vinh dự đến cho gia đình luôn, bảo anh. Dạ, dạ. Xin chúc mừng cho anh chị. Ivy, nói về cái project của em sao mà lại đạt được cái danh hiệu này, project như thế nào vậy? Dạ, hồi nãy con nói là phải go through an interview process, that's very hard to go through. So cho boys, they have to go through round table and it's not that hard, but for gold award interview, you have three steps. You can either get red, green, or yellow, and I got the yellow, but then I ended up getting the green for my gold award interview. Và thưa quý vị, khi mà người cha support cho em mà bận rộn thì có người mẹ cũng luôn luôn hỗ trợ cho em. Đây là chị cảm thấy như thế nào khi mà con gái đạt được cái danh hiệu trong ngày hôm nay? Gia đình chúng tôi rất là vui vì hôm nay Ivy được danh dự gold award. Thì cùng với anh của Ivy Dan 2 năm về trước cũng được Eagle Scout, cho nên là một phần gia đình chúng tôi là thuộc về gia đình Lam Sơn, chúng tôi rất là cảm ơn các trưởng đã dẫn dắt dạy dỗ các em được ngày hôm nay. Wow, thưa quý vị, đây là Dan, cô vừa mới nói đến. Anh này là có thành tích trước đây 2 năm cũng đã từng đạt những danh hiệu đó, đặc biệt là Dan đã từng được Liên đoàn Lam Sơn đặt cách gặp Tổng thống Obama, phải không con? Wow, vinh dự quá, vinh dự không phải cho Liên đoàn Lam Sơn không, vinh dự cho cộng đồng Việt Nam, vì trong đó có một em mà từ hướng đạo ra được gặp Tổng thống Hoa Kỳ thời bấy giờ. Trong ngày hôm nay thì đang cảm thấy như thế nào khi mà em mình lại tiếp tục nhận được những vinh dự như là đang ngày xưa? Bây giờ đang là mừng lắm, tại bây giờ em Vi không cần hỏi đang nữa cho giúp đỡ.
vậy đó. Tức là MV cũng đạt được những thành tích như mình rồi, phải không? Dạ, đúng rồi. Okay. Xin chúc mừng cho tất cả các phụ huynh có con em đạt được những cái vinh dự trong ngày hôm nay. 1, 2, 3, Lam Sơn! Yeah!